chào quý bạn và các vị, chào mừng quay trở lại với điểm tin tuần của Coin68. Tuần vừa rồi là một tuần nhiều biến động, liệu thị trường đã chạm đáy hay chưa, hay tương lai của những đồng coin lớn nhất sẽ ra sao? Thắt dây an toàn vào và chúng ta lên đường. Đầu tiên là phần tin trong nước, anh em tỷ phú Winklevoss đến với Việt Nam tham dự hội nghị do Cambria tổ chức. Sự kiện Innovation, Community and Impact do Cambria tổ chức vào ngày 14 tháng 11 vừa qua đã chứng kiến sự quy tụ của dàn diễn giả khách mời cộng cán nhất trong lĩnh vực tiền điện tử nói riêng và đầu tư công nghệ tại Silicon Valley nói chung. Ngoài ra, sự kiện cũng vinh dự có được sự góp mặt của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và một số nhà đầu tư CEO người Việt nổi tiếng khác. Tiếp theo là phần tin thị trường. Chúng ta sẽ bắt đầu với phát biểu của Changpeng Zhao, CEO của nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới hồi đầu tuần qua, rằng thị trường vẫn khỏe mạnh, khối lượng giao dịch thực tế cao gấp 2 lần con số được báo cáo. Tuy nhiên, chỉ vài ngày ngắn ngủi sau đó, cả thị trường đã phải hứng chịu pha sụt giảm đẫm máu nhất trong năm 2018. Đồng tiền điện tử lớn nhất cả thị trường, Bitcoin đã chạm đáy mới của năm nay ở mức 5.400 đô la Mỹ. Cùng theo đó là hàng loạt đồng altcoin khác cũng chạm đáy của năm. Cả thị trường đều hoang mang tìm câu hỏi cho động thái này, từ việc rằng hợp đồng tương lai CBOE đáo hạn đến các phân tích kỹ thuật đều chỉ ra viễn cảnh xấu nhất cho toàn bộ thị trường, liệu đâu mới là lý do thật sự cho đợt sụt giảm này. Tuy nhiên, vấn đề lại chưa dừng lại ở đó. Vào đúng lúc thị trường cắm đầu, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bất ngờ gặp sự cố. Rất nhiều người dùng gặp trục trặc không thể đăng nhập được vào Binance, hoặc nếu có đăng nhập được vào thì cũng không thể đặt lệnh mua hoặc bán. Rất nhiều người dùng khi ấy chỉ còn biết tuyệt vọng nhìn thị trường đi xuống và phải lên cầu cứu sự giúp đỡ của Binance trên Twitter. Liệu sự cố này có liên quan gì đến sự sụt giảm của thị trường hay không? Chẳng ai biết chắc được điều đó cả. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Ngoài biến động thị trường, Hard Fork Bitcoin Cash chắc chắn là sự kiện chiếm trọn sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử tuần vừa qua, khi Roger Ver và Craig Wright liên tục lời qua tiếng lại, gây sự với nhau và khuấy động cả cộng đồng. Với việc không có bên tham gia Hard Fork nào đồng ý chịu thỏa hiệp, hai giao thức mới dành cho đồng tiền điện tử lớn thứ tư thị trường đều đã được tích hợp. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ là liệu Bitcoin ABC, viết tắt là BCH ABC hay Bitcoin SV sẽ trở thành phần mềm thống trị mạng lưới Bitcoin Cash, hoặc là hai chuỗi mới sẽ cùng nhau tồn tại về lâu về dài. Vào lúc mới chia tách, ở thời điểm 7 giờ sáng ngày 16 tháng 11, Bitcoin ABC có vẻ như đang nắm giữ lợi thế dẫn trước trong cuộc chiến hash, hay còn gọi là hash war, khi chênh lệch giữa blockchain này và đối thủ Bitcoin SV hiện đã lên đến con số 20, nhưng trong thời điểm hiện tại thì mọi thứ có vẻ đang khá cân bằng. Tiếp theo, Swift bác bỏ tin đồn hợp tác với Ripple. CEO Ripple chữa cháy rằng chúng tôi không bắt tay với Swift mà chúng tôi sẽ xoán ngôi họ. Đồng XRP hồi tuần trước đã có một đợt tăng mạnh sau khi xuất hiện tin đồn là sự hợp tác giữa Ripple và Swift sẽ được làm thông qua nền tảng RippleNet, nhưng hóa ra như thường lệ vẫn chỉ là một tin đồn sai sự thật. Khi được hỏi về điều này, vị CEO của Ripple nói hàm ý muốn trở thành một kẻ không đội trời chung với Swift, rằng điều mà chúng tôi vẫn đang làm ngày này sang ngày khác từ trước đến giờ về bản chất là để vượt mặt Swift. Đây chính là bản chất của tiến bộ, kẻ mạnh sẽ là kẻ sống sót, càng hiệu quả, càng hữu dụng thì sẽ càng dễ tích hợp vào lĩnh vực công nghệ tài chính và sẽ là đơn vị xử lý hoạt động giao dịch cho thế giới trong tương lai. Vị trí của Ripple trong nơi này thì vẫn cần phải chờ xem, trong khi Swift hiện tại thì vẫn đang là công cụ dùng cho các giao dịch được chuyển tiền xuyên biên giới. Và cuối cùng, Ethereum tạm chốt ngày Hard Fork Constantinople đến ngày 16 tháng 1. Sự kiện nâng cấp cho mạng lưới blockchain lớn thứ hai thế giới này đáng lý ra theo lộ trình ban đầu phải được thực hiện ngay trong tháng 11, giúp đưa một loạt thay đổi đến Ethereum để cải thiện hoạt động. Tuy nhiên, như đã được Coin68 đưa tin từ trước, lần thử nghiệm Hard Fork đã gặp phải sự cố kỹ thuật và yêu cầu phải có thêm thời gian để khắc phục. Song, hạn chót mới là ngày 16 tháng 1 cũng chỉ là thỏa thuận miệng giữa các nhà phát triển Ethereum mà thôi, chứ chưa được hợp thức hóa bằng biên bản ghi nhớ chính thức. Thậm chí như vậy, đội ngũ phát triển Ethereum trong phiên họp định kỳ mỗi 2 tuần cũng không loại trừ khả năng Constantinople tiếp tục bị hoãn nếu như xuất hiện thêm những vấn đề mới. Đồng thời, Vitalik Buterin cũng sẽ hứa hẹn về Ethereum 2.0 và cam kết ông sẽ không rời bỏ dự án nữa. Trên đây là những thông tin đáng chú ý nhất thị trường tiền điện tử tuần vừa qua. Bạn nghĩ đâu mới là thông tin khiến cho thị trường biến động mạnh như vậy? Hãy comment ý kiến của mình bên dưới và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Coin68 để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Xin chào và hẹn gặp lại!